để trở nên nhà tạm cho thân xác ông Giuse trong lúc chờ đợi ngày quang long huy hoàng của Đức Kitô đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Đồng thép khăn tang, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, là Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là Đấng làm chủ sự sống và sự chết, là Đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tâm khăn liềm trải trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Kitô từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa đoái thương ban phước lành cho những tăng phục này, để những người thân trong gia đình mang lấy thì hiệp thông với người qua đời trong hy sinh và những lời cầu nguyện cho người qua cô. Đồng thời khi mang lấy những tăng phục này, những người con sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là Đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giáo xứ Thánh Tông luôn nhớ ơn sự đóng góp phục vụ tận tình của anh Nghĩa, cho nên anh chị em thấy trong một giây phút ngắn nhưng có sự hiện diện của quý sơ, của ông chủ tịch, các anh trong ban thường vụ, của anh chị trưởng phó khu Mông Triều, rồi của ban trang trí, ban tập tự, của hội lòng thương xót, của ca đoàn Thánh Tông và của nhiều người hôm nay đến là để chia sẻ sự mất mát này, và đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn một con người đã phục vụ. Đã phục vụ vì vậy mà hôm nay những người còn sống của chúng tôi cũng được hy sinh để phục vụ lại anh, để nghĩa tử là nghĩa tận, như một lời trả ơn cho sự hy sinh của anh. Ngày mai thì lúc 6:30 chúng ta sẽ cử hành thánh lễ tại gia ở nơi đây, và sáng Chủ nhật chúng ta sẽ cử hành lễ an táng cho anh lúc 5:30 sáng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa.